Bà ơi, sao bà không ăn uống gì trơn, bà ngồi bà đọc cái gì hoài vậy? Hỏi chi? Hỏi cho biết. Ông nè, ông có nhớ là thằng Lan nó làm cho nhà mình bao nhiêu năm được không ông? Bây giờ bà nói nó người làm, tôi mới biết nó người làm á. Chứ tôi tưởng nó con tôi không à. Cái gì vậy? Bởi nó làm lâu quá đâu có nhớ nổi. Nó mắc nợ bao nhiêu mà bà đôn lên sao mà nợ cả đời nó chưa hết nợ vậy bà? Nè ông nhìn cái mặt tôi coi, hiền từ nhân hậu lắm đúng không? Nhưng mà cái đầu tôi đầy sạn nè. Tôi không hiểu, bà làm sao mà hay vậy? Đây nè, nó mượn vàng của mình, đúng không? Mà lãi mẹ, mình phải lời lãi con, biết chưa? Ủa bà tính lãi nữa hả? Chứ sao nữa? Vậy với tôi ở với bà đâu có tính lãi tôi. Nói gì vậy? Tôi nói cho ông biết nghe chưa? Ông không biết là cái thân phận ông ra sao hả? Hồi xưa ông nghèo sát, nghèo sơ. Nghèo mà đẹp trai đúng không? Cái gì? Không, xấu. Rồi, tiếp đi bà. Nè, may á là cha tôi thương ông, cho nên mới gả tôi cho ông. Chứ hồi xưa tôi đâu có thèm ông. Đúng rồi, nhờ ba mà tôi được ngày hôm nay. Nhờ bà mà tôi hãnh diện ngày hôm nay. Đó. Công nhận sống nhờ sang nhờ vợ mà giàu nhờ bạn là đúng luôn á. Phải không đó? Ơi. Ai vậy? Con Lan nè. Gì đó con? Vô đây. Trời đất. Sao giờ này dám đến đây vậy hả? Giờ này là phải làm việc rồi. Sao mà rảnh vậy? Vô đây có chuyện gì? Dạ thưa ông bà, là ngày hôm nay cũng là tròn 3 năm con làm rồi. Cho nên là con xin ông bà để mà xé cái giấy nợ của con đi. Con à, con đã trả được hết nợ cho ông bà chưa mà con đòi xé giấy nợ hay con? Hả? Xé cho nó đi bà ơi. Cái gì? Đâu có gì đâu. Nè, bà nói cho con biết nha. Cách đây 3 năm, con đã mượn của bà 3 lạng vàng. Để con làm gì con biết không? Con làm ma chay cho má của con. Bà ơi, con nợ bà 3 lượng vàng mà con làm trong vòng 3 năm rồi. Tính ra là con trả được nợ xong mà con có lời luôn á bà. Mày làm bể ly bể chén. Mày bể ly bể chén là cái đó là bà làm chứ có phải con làm đâu. Ủa bà làm mà. Nè, câm được không? Nè, bà nói cho con biết nghe chưa. Khi mà bà bể ly bể chén như vậy, bà mướn con để làm cái gì? Là con đứng kế bên đó để mà con nâng cái ly của bà để cho nó đừng có rớt xuống đất nó bể chứ. Bà, cái lúc mà bà làm bể cái ly đó là con đang chăn trâu ở ngoài ruộng mà. Làm sao mà con biết được bà làm rớt mà con chụp? Sao mày không bỏ chăn trâu mà chạy về chụp cái ly cho bà? Làm sao con biết được bà làm rớt? Bởi vậy đâu có biết được bà. Nói gì vậy? Tôi nói gì đâu. Hả? Không phải là một cái ly, cái chén, cái tách, cái dĩa không thôi nha con. Bây giờ bà hỏi tội con nè. Vậy chứ cái con trâu của bà, con làm mất, con tính sao đây? Hả? Cái con trâu đó là hôm bữa do ông đi nhậu về xỉn, cái xong mà ông ra chuồng trâu, ông mở cửa con trâu nó chạy mất chứ đâu phải là do con đâu. Sao? Đó là do ông mà. Sao mày không chịu canh tao để tao làm mất con trâu? Ông ơi, cái chuyện là trong nhà này là con lo con trâu, con gà, con vịt, con chó, con lo động vật không à, làm sao mà ông đâu phải động vật đâu. Thằng này thì chửi xấu rồi. Nói thiệt mà. Thôi được rồi. Bà sẽ tính trong chớp nhoáng thôi. Dạ. Ha. Những cái gì mà là con làm hư hao của bà đó, bà tính là coi như là bà đã khấu hao hết trong chổng rồi đó. Tổng cộng là coi như con thiếu bà 10 lượng. Mà bây giờ con chỉ cần làm 1 năm nữa thôi là bà sẽ xóa sạch nợ cho con. Con thấy sao hả con? Giờ con làm thêm 1 năm nữa. Thôi được rồi, nếu như mà bà ép con như vậy thì con làm thôi. Nhưng mà bà phải viết cho con cái giấy để làm tin. Bà viết giấy cho con đi. Ông ơi. Trời nhỏ, bà đang ngủ. Cái gì? Nói đi, tao giải quyết cho. Con muốn nói chuyện riêng với bà. Cái chuyện này ông không có giải quyết được đâu. Được, không có gì, tao không giải quyết được. Mày nói cho tao giải quyết cho. Dạ, cái chuyện xé giấy nợ không? Cái này tao đâu giải quyết được. À dạ. Bây giờ con muốn nói chuyện với bà nè. Bà! Trời ơi, tiếng ngủ. Trời ơi, hết hồn hết vía. Bà đang mơ một giấc mơ khủng khiếp quá trời quá đất. Ủa sao giờ này con đến đây làm chi vậy Lan? Dạ, thưa bà, là hôm nay là vừa tròn 1 năm rồi bà. Con muốn qua xin ông bà xé giấy nợ giùm con. Ủa,
Mới đây mà tròn một năm rồi. Dạ. Sao lẹ dữ vậy? Dạ. À, ủa, mà ai làm chứng là tròn một năm? Tôi bà. Nó nói đúng rồi đó bà. Dạ. Ông đã làm chứng rồi thì bà sẽ thực hiện giống như là lời hứa của bà đã hứa với con vậy. Dạ. Bà là người lớn mà làm sao mà bà có thể nuốt lời được ha. Dạ, cảm ơn bà. Còn chờ bà chút xíu. Dạ. Bà nhấp một miếng nước nha. Dạ. Để cho bà tỉnh táo rồi bà nói chuyện tiếp với con ha. Dạ. Bà sẽ xé giấy nợ cho con. Dạ. Yên tâm nha con. Dạ. À. Con biết ngay mà, bà tính chơi chiêu trò để con ở thêm một năm nữa đúng không? Con có kinh nghiệm hơn. Anh quá độc như vậy. Cái thằng dành tay lẻ mắt ghê. Yeah. Bà sẽ xóa nợ cho con. Yeah. Yên tâm nha con. Ê bà. Cái gì vậy? Làm gì vậy? Nhớ mày, bà quăng cái này xuống là chết con luôn. Cái này có một năm mà, cái này bự hơn căn 10 năm luôn. Con kinh nghiệm đầy mình. Bà muốn lấy cái giấy nợ này đúng không bà? Phải rồi, cái giấy nợ nó nằm ở đây nè. Yeah. Ôi, cái thằng này, con ở với bà bao nhiêu lâu nay, con học được bao nhiêu là kinh nghiệm con ha. Yeah. Con ở với bà mà. Rồi, giấy nợ của con đây nè. Yeah. Giấy nợ của con đây nè. Đó, đây là cuốn sổ nợ để bà coi. Nó ngày trang đầu tiên luôn, đúng không? Yeah. Đúng không? Yeah. Nhưng mà khoan, trước khi mà xé giấy nợ, bà, con chờ bà một chút nha. Yeah. Để bà phải thưởng cho con chứ. Yeah, yeah. Con chờ bà chút, Ê, mày buông bả ra nha, mày ôm bả là 100 năm hả con? Không có, nhỏ mày ở ngoài đây không đọc được cái xong bà vô trong phòng bà kiếm cái gì bà đọc mày sao? Con đâu có biết được. Vậy hả con? Vậy là không cần đâu. Bây giờ bà đứng đây với con ha, bà đâu cần vô trong làm gì? Không, đi vô trong. Gì dưới gầm giường có cái túi ở dưới gầm giường á, túi vàng. Nhớ chưa, đem ra đây, đem ra đây cho bà phải không? Ừ. Bà chị, mọi thứ xong rồi nên là xin phép bà cho con xé cái giấy nợ được không ạ? Đây nè, đó con nhìn kỹ đi, đọc kỹ đi nè. Giấy mượn nợ. Dạ. Rồi đây là chữ ký của bà nè. Dạ. Chữ ký của con nè ha. Dạ. Rồi chữ ký của người làm chứng nè là dạ. Ông con. Dạ. Đó, tới trên đó bây giờ con cầm nó, con cứ xé. Mạnh dạn lên con, tự tin xé đi con. Thôi con từ từ con xé cũng được nha bà. Không, con cứ xé trước mặt bà. Bà là người lớn mà, bà đâu thể nào mà lướt con nữa đi. Xé, nhai luôn đi, mày nuốt luôn đi. Mày... Bà. Này phải không bà? Đây, phải rồi. Đây nè, cái giấy nợ thì đã xé xong rồi. Còn cái này, cái này là bà làm quà, bà thưởng cho con đó. Ban đầu con vào đây, con nghĩ là bà là người xấu xa lắm. Nhưng mà thật ra đó là bà là người có tấm lòng rất là nhân hậu. Bước ra khỏi nhà bà đã có một ít tiền để lót tay. Con đội ơn ông bà. Ráng làm ăn nha con. Dạ, con đội ơn ông bà. Sau này phát lên nhớ ông nhớ bà nha con. Dạ, con xin phép à. Bà thưởng nó hả bà? Trời ơi, tôi hiểu lầm bà rồi, bà quá tốt mà tôi tưởng bà. Ôi không ngờ anh Lan ảnh trở nên giàu có, ảnh tốt bụng ghê ha. Bây giờ anh kêu dân làng tới phát gạo cho mọi người nữa đó. Dạ, mình lẹ về kêu thêm bà con tới nhận gạo của anh Lan đi chị. Đi. Bà ơi. Ông nghe chưa? Vậy nó giàu thiệt à bà ơi. Thôi mà quá, tại sao nó giàu vậy? Tôi cũng không hiểu nữa. Kìa nó kìa. Mai mốt có cần cái gì thì cứ qua lấy nghe không? Còn nhiều lắm. Trời ơi. Ủa, ông bà Phú Hộ nè. Lan ông bà vô nhận gạo hả? Để con vô con lấy cho. Ê, chứ tao đâu có chết đói đâu lấy gạo của mày. Chứ ông bà lén lút vô nhà con chi vậy? Con làm bà bất ngờ quá. Sao mà bây giờ con thay đổi dữ vậy hả con? Dạ thì có gì đâu, cũng nhờ cái ơn đức của ông bà lúc mà con đi đó. Ông bà đưa cho con một cái số tiền giả đó. Cái tiền vàng giả. Đánh nó cho nó chưa. Mày nhớ mấy mốt có mua đồ là mày không dạy tiền hàng giả nha mày. Cảnh cáo mà nha mày. Ông bà chủ báo hộ ác thiệt chứ. Cứ tưởng là xé cái giấy nợ dễ dàng, ai ngờ đưa cái vàng giả cho mình, hại mình bị quánh tơi tả như vậy. Thôi con đừng khóc nữa. Thằng nào hả? Ta đây.
Ông là ai? Ta là tiên. Thôi xạo xạo quá. Tiên người ta xuất hiện là người ta từ tốn, người ta kêu à, tại sao con khóc, chứ không có ai ra khuyên là con đừng khóc nữa đó. Con trai, ta nói như vậy bởi vì ta không muốn theo lối mòn của những ông tiên khác. Ta đích thị là tiên. Xạo quá. Tiên người ta phải có râu. Ông có râu đâu? Cái này là cái gì hả con? Không, ý là râu tóc bạc phơ á. Con muốn râu chứ gì? À, được. Râu đây. Ông đúng là ông tiên rồi, đúng là ông tiên rồi. Quả nhiên là người trần mắt hình. Tiên quan trọng là phép, còn râu cũng chỉ là đạo cụ thôi con à. Con tin ta là tiên chưa? Dạ, yeah, con tin ông là ông tiên rồi. Ông tiên, ông xuất hiện đây, ông giúp đỡ con. Ông, cái chuyện của con lại vậy nè. Con không cần kể nữa. Ta đã biết tất cả rồi. À, đó cũng là lý do tại sao khi bước ra đây, ta không nói là tại sao con khóc, mà ta lại nói là thôi, con đừng khóc nữa. À, nè con trai, đưa bọc vàng cho ta. À, đây. Con cầm đi. Dạ. Kể từ đây vào mỗi buổi sáng, con hãy thọt tay vào túi và đọc câu thần chú: ông tiên vi lai, ông tiên đẹp trai, con sẽ có một số tiền vừa đủ cho con sinh sống từ đây tới già không hết. Nhưng nhớ lời ta, khi con có được số tiền đó rồi, không được giấu giếm xài một mình, mà hãy đem số tiền đó giúp đỡ cho những người khác khó khăn, khốn khổ như là con bây giờ. Nhớ nha con. Dạ. Đó, chuyện là vậy. À, con à, nhưng mà dẫu sao thì cái ân của bà nó cũng nằm ở trong cái túi này ha. Ít ra thì con cũng mời ông bà vào trong nhà uống miếng nước chứ hả? Nước thì vô tư. Dạ, nếu ông bà muốn thì con mời ông bà vào uống nước ạ. Vậy hả? Mà cảm ơn con. Đi vô. Mình vô luôn hả? Trời ơi, nó biểu vô thì vô đi, vô. Vô. Ông bà vô à. Con mời ông bà ngồi à. Cứ tự nhiên như nhà của mình nha. Con xuống dưới con lấy nước cho ông bà. Ê, khoan. Hay là bây giờ bà thấy vậy nè. Ngày hôm nay lâu ngày ông bà mới gặp được con, vui quá vui. Hay là mình uống rượu đi con. Trời, uống rượu luôn hả? Làm một bữa hoành tráng nha con. Có rượu không? À không có thì thôi để bà ra chợ bà mua, bà đem đến ha. Dạ thôi, dạ nhà có rượu, để con xuống con lấy. Nè, bộn khùng hả? Khùng gì? Làm cái gì mà nãy giờ cười hoài vậy? Thì vui cười gì sao? Vui cái gì? Nè, nói cho ông biết nha, bây giờ là nó giàu hơn vợ chồng mình rồi đó, không biết nhục hả? Tôi biết, tôi giả bộ cười để nó đừng có nghĩ là mình ganh tị với nó, hiểu không? Ê bà, bữa nay sao bà uống rượu vậy? Nè, hả? Tôi uống rượu là có cái kế của tôi, biết không? Cái gì? Bây giờ mình sẽ chuốc rượu sai nó đi. Ừ. Rồi xong rồi tôi sẽ ăn cắp cái túi thần thánh của nó. Chuốc rượu nó hả? Ừ. Cho nó sai hả? Ừ, đó là nhiệm vụ của ông đó. Rồi, biết rồi. Rượu lên rồi ạ. Đây ạ, mời ông bà cứ tự nhiên nha. Trời ơi, cái bình đựng rượu cũng đẹp quá trời quá đất luôn vậy đó. Ông, rót rượu mời thân khách. Chuốc ạ. Nè Lan nè. Dạ. Con, cái túi của con á là cái túi thần thánh đó nghe. Dạ. Quý lắm đó nghe con. Con để đâu vậy? Dạ đây, lúc nào con cũng mang bên mình. Mà không có để lộ ra ngoài đâu. Ờ, phải rồi, phải cất thiệt là kỹ nha con. Dạ. Để ông thôi là mất đó, nha. Ê, trời đất quỷ thần ơi, làm cái gì mà hồi nãy giờ ông uống hoài vậy? Hả? Chứ sao mà kêu chuốc? Thì chuốc rượu. Ý tôi nói á, là rót rượu ra. Ông và thằng Lan cùng uống, lâu ngày gặp nhau mình phải ăn mừng một bữa thiệt là hoành tráng. Nhưng mà bà không chịu nói. Bà biết tính tôi mà. Cái đô của tôi rồi, biết không? 2 ly là tôi xỉn. Nãy giờ tôi 6 ly rồi. Rồi, xong. Coi như ông chết rồi, không sao. Còn bà, bà sẽ chuốc rượu con. Không, bà sẽ rót rượu cho con uống. Dạ, đây. Xin lỗi bà, con không có uống rượu với phụ nữ. Không sao, không sao. Vậy thì bà sẽ rót cho con. Uống đi con, bà... vô. Ông thần vi lai, ông thần đẹp trai. Ê! Bà làm gì đó? Hôm nay ngày của tôi, cái túi này là tôi giữ mà. Lên tôi. Ông phải nhường cho tôi, bữa nay tôi thua bạc nhiều quá rồi, ông phải nhường cho tôi chứ. Nhưng mà tôi lỡ bữa nay là tôi hẹn với bạn bè đi nhậu rồi. Vậy chứ tiền của ông mấy bữa đâu? Nhậu hết rồi. Tôi không cần biết.
không cần biết nữa đi. Khá không, đó là của tôi. Bây giờ mà ông giành với tôi là tôi bỏ ông luôn á. Cái gì? Bà bỏ tôi hả? Chứ sao? Sợ quá, sợ luôn. Sợ cái câu chứ. Này đúng là tôi nói. Sẵn bữa nay bà nói là tôi nói luôn. Bà không đưa túi cho tôi là tôi ly dị bà. Muốn thì chiều. Đưa túi tôi. Không, cái túi này là của tôi. Còn cái nào của ông được hết. Cái túi đưa này tôi. Của... À, đưa tôi. Đó là của tôi. Đưa đây. Thôi đi. Vợ chồng sống với nhau tình nghĩa không biết là bao nhiêu. Mà nay vì một cái túi đơn giản gì mà hai người quyết định ly dị với nhau à? Dạ thưa quan, coi nó đơn giản như vậy chứ không phải đơn giản đâu. Nó là túi thần đó. Nín, ai quánh mặt hay. Dạ thưa quan, cái túi này nó là của con. Xin quan phân xử, nó thuộc về con đi thưa quan. Dạ không, của con đó quan à, của con. Dạ không, nó là của con thưa quan. Của con. Thôi, ơi. Ta phân xử, ta hòa giải từ nãy tới giờ là đã hơn 3 canh giờ. Vậy mà vợ chồng các ngươi vẫn quyết định là phải giành cho bằng được rồi ly dị đúng không? Dứt khoát là ly dị thưa quan. Dạ con cũng ly dị luôn. Rồi bây giờ cái túi này bây giờ của con. Dạ không quan ơi, nó là của con mà quan ơi. Cái túi này là của cha của mẹ con để lại cho con. Mà quan biết rồi đó, bây giờ cha mẹ con thì đã quy tiên theo ông bà hết rồi, đâu có còn sống trên cõi đời này nữa đâu. Con chỉ còn một vật kỷ niệm duy nhất là cái túi này thôi. Nếu như con không có nó thì con cũng chẳng thiết sống trên cuộc đời này nữa quan à. Thôi ta hiểu rồi. Nghe tới như vậy là biết cái túi này thuộc về ai rồi. Người ta cha mẹ người ta để cái túi lại, đỡ nào mà mình lấy. Thôi để ta xử cái túi này thuộc về ngươi. Dạ thưa Quang. Ôi, dạ con cảm ơn Quang. Cái gì? Quang ức lắm. Cái túi đó là của ông nội bà nội con để lại. À, ông bà nội để lại. Dạ. Thấy chưa, người ta ông bà nội để lại cái túi này. Ai vô lý, vô lý, vô lý. Cái gì vậy? Rõ ràng các ngươi là hai vợ chồng. Dạ. Yeah. Người vợ mới vừa nói cái túi này là của ba mẹ để lại. Dạ. Yeah. Bây giờ qua người chồng lại nói cái túi ông bà nội để lại. Dạ thưa Quang, bây giờ nói thiệt cho Quang biết. Má vợ con chính là bà nội con. Quang. Đau lắm, đau lắm. Cái mối quan hệ huyết thống của các ngươi cái gì mà cái loạn luân à. Quang ơi Quang, Quang bình tĩnh để con giải thích cho Quang nghe. Cái chuyện này không phải là chuyện loạn luân mà cũng cái chẳng cái chuyện gì mà rối hết. Có nghĩa là chiếc túi này nó của cha mẹ con để lại mà ông bà nội của chồng con, tức là cha mẹ của ba cha con, mà cha mẹ của cha con á là cha con đẻ ra con. Quang mà đừng suy nghĩ chồng nữa. Con, ông lấy con. Nó giải thích một lát là Quang bể não luôn á. Không bao giờ. Vậy mới là nó như vậy đó. Rồi cuối cùng nó là của con. Không biết rồi. Của con đâu Quang. Đừng đưa cho nó. Bây giờ tao quyết định. Quyết định đi. Cái túi này. Dạ. Sao? Cố con. Rồi, chia làm đôi. Ta quả là một ông quan sáng suốt và thanh minh. Ông thần Vi Lai. Ông thần đẹp trai. Tài sản còn bao nhiêu để mà vàng đâu. Giờ bỏ qua. Con xin lỗi quá. Thank you.